Đầu em dậy hết chỗ để cái đít vào mặt người ta. Khủng khiếp luôn. Em không ngờ nhà mình như vậy luôn á. Không ngờ luôn á. Cái trời, chị biết không, em bị như vậy mấy lần luôn á. Cứ bị dựng đầu vậy trả chỗ, không có cho để đây nữa, trả chỗ mà cứ kêu em như vậy trả chỗ đi. Hết chỗ để rồi để đít vào mặt người ta. Mà em đâu có biết nhà chị đít vào mặt là vậy đâu, không, em không có biết luôn. Không đâu, nguyên một gần một tháng trời em gửi xe chị, đúng là em không ngủ được. Thì nhờ cái bữa đó chồng chị dán cái mà em mới thấy cái bàn thờ. À thì ra là cái đít xe bảo quay cái bàn thờ. Khiếp không? Cái là tự nhiên cái mình mất mối quan mạng luôn. Cái nói vậy giờ, à không, bác xin thôi chị cho xe taxi qua đây đi, cho em qua đây. À đổi chỗ. Tại vì gửi ngoài mắc quá. Gửi ngoài tới 500-600 ngàn. Mà ở đây mình rẻ, vừa mát mẻ mà sạch sẽ, mà vừa không có nắng xe, vừa không hư đồ chơi. Còn nhờ gửi mấy chỗ kia vừa hư đồ chơi, không có chỗ che nè, nước ngập. Thì đây quá. Nó vẫn theo, chứ nó không có bỏ mình, nhưng mà nó không có hại. Nó không có hại gì mình hết, nó che chở cho mình tai qua nặng khỏi. Còn có lần á, tại vì mỗi buổi sáng á, là mình phải dậy sớm 4 giờ nấu ăn cho ông xã đem đi làm, với nhỏ gái đem đi làm. Có bữa nào mà ngủ quên, ý như rằng giống như ai kéo cái chân mình, vậy nghe cái chữ dậy à, kêu cái chân mình ngón cái giật một cái đó là mình giật mình dậy liền, giật mình dậy mình mở mồm ra tưởng ngón gái nó kêu. Mở ra nó còn ngáy khò khò trong phòng đó, nhìn lại có mình là mình biết có người nhắc nhở mình dậy. À, hay vậy đó. Thành ra nói chung là mình vừa có cái sợ mà vừa cũng có cái giống như là mình cảm ơn nhắc nhở mình. Rồi phía đằng trước nhà lúc trước á thì có cho cái chị mà bán đồ chơi á, để mà cái xe đạp chỉ bán đồ chơi này kia, chỉ che lủng lẳng á, đậu trong nhà buổi mỗi buổi tối, còn ban ngày chỉ đi bán dạo đâu không biết. À, nhưng mà tối thì chỉ để nhờ. Thì giống như cái giường đó, cái giường của chị hay nằm ngay đó, thì trong đây là cái bàn thờ ông bà, thì nó có một cái cửa kiến này nè, ngang ngang là có cái màn kéo xuống, thì cái chị xe đạp ở đó chỉ để cái đít xe hướng vô cái bàn thờ, cái đầu xe ra ngoài, tại vì khi chỉ đi bán về thì chỉ quay cái đầu xe ra ngoài lần nữa thôi, mất ban ngày chỉ tới lấy đi cho nó dễ. Thì mình cũng nghĩ đơn giản vậy thôi. Còn mé bên đây thì mình cũng cho cái anh taxi gì ráp á, ảnh để một tháng mình kiếm thêm thu nhập, thì còn chừa cho đó chị chỉ mừng quá đi. Tại phía trong của chỗ chị nó bị nước ngập, không có chỗ để, chỉ để chúng chưa được một tháng cái chị xin mà chị nói hả, chị nói thấy ghê lắm kìa, chị hối hả, chị ơi chị đừng buồn, em lỡ đưa chị đặt cọc một tháng rồi chị cho em lấy lại, hối sao vậy, sao em không gửi nhà chị nữa đâu. Ủa nhà chị đâu có làm gì em đâu mà xe không gửi, em cứ đi ra vô bình thường mà, tối chị vẫn thức canh cửa em bán giờ trễ giờ nào chị cũng canh cửa mở cho em mà, có khi bán 10:30 bán chỗ công viên á. Thì mới nói ủa nhà chị đâu có làm em đâu, em để thoải mái đâu có làm em đâu mà xe không gửi nữa. Thôi em dám gửi nó đâu chị ơi, em sợ lắm. Ủa em nói sợ là sao, nhà chị có mình chị hà, chồng con chị đi làm hết, mà xe em để yên nguyên đâu có ai đụng chạm, có nhiều khi mình mua đồ chơi giùm bả cho thằng cháu ngoại nữa. Mà em nói vậy là sao? Cái bà nói, cái này em nói thiệt cái chị nha, cái bà người Bắc nha, Bắc gốc luôn á. Bà ngồi xuống bà nắm tay, ngồi cái giường cái bố chị hay nằm đó. Cái tự nhiên cái bà nói vậy nè, chị biết không, từ hồi em gửi nhà chị giờ không có đêm nào ngủ được. Em cứ bị dựng đầu vậy hoài. Ủa em nói vậy nè. Em nói vậy sao chị không hiểu. Tự nhiên em gửi xe nhà chị mà em không ngủ được, bị dựng đầu, ai dựng đầu em? Em nói thiệt xin lỗi chị chứ, em bị gần hơn nửa tháng nay rồi, em không ngủ được. Rồi hôm bữa tình cờ bữa đó không có chị ở nhà, chồng chị mở cửa cho em lấy xe, thì vô tình cái màn á, ổng dán qua thì bảo mới thấy cái bàn thờ. À đó, bảo mới thấy cái bàn thờ. Còn bình thường là kéo cái màn xuống và còn cái cửa kiến đóng vô thôi. Còn cái màn cái xuống này để đi ra vô, để cho người ta khỏi nhìn vô nhà mình á. Thì bữa đó vô tình á, ông xã chị dán cái màn qua, thì vô tình em mới thấy cái bàn thờ. Và từ đó đi á, chị biết hả, em về em bạn ông xã em không gửi nữa. Cái bây giờ em nói thiệt cho chị biết đi, vụ gì là em ngủ không được, em nghe có người nói rõ ràng, dựng đầu em dậy hết chỗ để cái đít vào mặt người ta. Khủng khiếp luôn. Em không ngờ nhà mình như vậy luôn á.
không ngờ luôn á. Cái trời ơi, chị biết không, em bị như vậy mấy lần luôn á, cứ bị dựng đầu vậy. Trả chỗ, không có cho để đây nữa, trả chỗ, mà cứ kêu em như vậy, trả chỗ đi, hết chỗ để rồi, để đích như mặt người ta. Mà em đâu có biết nhà chị đích như mặt là gì, em đâu không, em không có biết luôn. Không đâu ngủ, nếu một gần một tháng trời em gửi xe chị, đúng là em không ngủ được. Thì nhờ cái bữa đó chồng chị dán cái mà em mới thấy cái bàn thờ. À thì ra là cái đích xe bảo quay cái bàn thờ. Khiếp không? Cái là tự nhiên cái mình mất mối quan mạng luôn. Cái nói vậy giờ, à không, bà xin thôi chị cho xe taxi qua đây đi, cho em qua đây. À đổi chỗ. Tại vì gửi ngoài mắc quá. Gửi ngoài tới 500-600 ngàn. Mà ở đây mình rẻ, vừa mát mẻ mà sạch sẽ, mà vừa không có nắng xe, vừa không hư đồ chơi. Còn người gửi mấy chỗ kia vừa hư đồ chơi, không có chỗ che nè, nước ngập. Thì đây quá rẻ. Tại cái bên đây chị á, là nó vướng cái toilet hồi xưa cho cô giáo mướn đi dạy học mấy đứa nhỏ, cho đi toilet cho gần, thì làm sao taxi quẹo vô được. Còn bên đây chống để cho taxi nó vô. Còn em để thôi, chứ giờ chị không có thể mà theo ý em được. Em gửi thì chị kiếm thêm thu nhập, nhưng mà giờ nếu em nói vậy thôi, chị cũng không có thể nào theo ý em được. Bà nói thôi, thà bà chấp nhận bà không gửi. Bà nói sợ. Không cho bà gửi bên đây thôi, cái bà không để bên đó nữa. Sợ. Chị nó nói là bây giờ em quay đầu lại. Đó, đừng quay đích. Không đi, bà không chịu luôn, bà sợ rồi. Bà sợ, bà nói bà mất gần tháng trời không ngủ được luôn. Khiếp vậy á. Bà nói là mới bà về rồi, mới nói ông xã nói, ui, người Bắc mà. Bà cứ vớ vẩn tin gì đoan gì. Nhưng mà cũng hồi đó giờ nói thực tế cũng chưa giờ dám kể cho ông nghe cái vụ này, tại ông có tin dị đoan, ông đợi chúa gốc. Thành ra không có tin dị đoan mình cũng không muốn kể, còn mình là thuộc về bên Phật, gia đình họ ngoại là bên Phật, thành ra cái tâm linh của mình nó nặng lắm, rất là tin, mà không phải là tin gọi là tin ngu muội này kia bậy bạ, nhưng mình đức tin của mình đó. Đức tin của mình là tin thì có linh, có thần, có thánh, chứ không phải mình tin để mà mê muội này nọ. Thì mình không chưa bao giờ kể cho ông nghe là mình hồi xưa bị ma giấu gì, không có kể, chỉ có kể cho con gái lớn nghe thôi. Nói chung là mấy cái chuyện vậy nên giờ ớn lắm. Giờ sợ đúng không? Ha, theo em nha, thì cái câu chuyện của chị á cũng rất là hay và thú vị. Nhưng mà chị đừng sợ nữa, chị nên mừng đi. Như bà thầy đó nói là họ đi theo họ độ chị, có thể là bà con hay là con cháu ở trong nhà, đúng không? Còn theo chị mà hồi nãy chị nhắc cái chiếc xe đó, chị đừng có nghĩ là bé đó, những cái dông của nít đó là đi xe, nó nhỏ sao nó chạy xe. Có thể là người ta, họ là cái dông linh, cái nhà họ ở đó, họ nhờ đi về cho họ, cũng rất cảm ơn chị. Rồi xong, có một số người, người ta muốn, tại vì đã có người có gian rồi thì người sau cũng có gian được, thì tới cái nghĩa địa đó người ta cho có gian. Những cái ơn đó người ta đi theo có thể là độ chị. Còn như bà thầy nói là có mấy đứa nít, thì á, nhiều khi những cái dòng đó là con cháu trong nhà hay đâu đó, nếu đi theo